đọc mẹ cho bà nội nghe coi. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 12 2021. Thân gửi chị Nguyễn Thị Gái lời đầu chúc chị và các cháu được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Tôi chiến đấu với chú Thìn năm 1967. Chúng tôi ở suối Bà Hảo, Dương Minh Châu. Chú Thìn ra sinh nhập ngũ lúc này chú 16 tuổi, chú vào đại hội trinh sát sông 65 thuộc đồn Nhanh Nhẹn đến năm 1968 mậu thân. Quá ác liệt ở Sài Gòn, chú anh dũng hy sinh để lại niềm thương tiếc cho gia đình. Nhiều năm qua chúng tôi tìm kiếm không thấy mộ, nay đi tìm gặp may thấy chú rồi, quá mừng. Làm hồ sơ báo chị và các cháu mừng để đi thắp hương nhận mộ. Cái giấy này là báo là ông ba, phần mộ của ông ba được tìm thấy ở dưới Sài Gòn. Người đó ở trung đoàn 16 là người ta điện thoại người ta báo là bây giờ tìm được Nguyễn Văn Thìn, đem về phần mộ, đem về quận 9. Hồi đó ông 14, 15 tuổi nhưng mà cái tướng tá ông cao lắm, đi không biết luôn á. Tưởng đâu là ngủ ở nhà bạn hay này kia nọ, không thấy về. Rồi tới hồi tới sáng cũng không, ủa sao không thấy về. Rồi mới hỏi thăm được cái mấy cái người mà tối người ta lại nhà, người ta nói nó đi bộ đội rồi. Đó, rồi ông đi theo thì ông cũng viết thư về, ông thì cũng nói ông làm hậu cần. Rồi đâu năm mấy ông nói giờ con đi chiến đấu, đi một lần đi là không bao giờ trở về luôn, tới chết luôn không thấy trở về. Hồi đó là còn chiến tranh, lúc đó đang mẹ con đang nằm ở nhà. Rồi lúc tối thì cái tối người ta mới báo, chứ còn bất ngày người ta đâu có dám ra người ta báo. Thì báo thì nói ông anh hy sinh ở Tân Sơn Nhất gì đó, là ở dưới thành phố Hồ Chí Minh đó, là ngày mùng 2 Tết. Thì nửa đêm thấy mẹ ngồi dậy khóc, rồi mới hỏi rồi mẹ mới nói là anh mày mất rồi. Rồi cái đâu mấy tháng sau á, cái người mà đi chung á là bị thương, rồi người ta về người ta nói giùm. Thì thấy anh đó, anh ghé vô nhà rồi anh chào mẹ, rồi cái bắt đầu cái anh mới ngồi anh mới kể là hồi đó chúng cháu đi chung vậy đó, rồi đi chiến đấu, rồi hai anh em, rồi ảnh bị mất thì con bị thương, hai anh em chiến đấu nằm gần với nhau vậy nè, rồi cái người ta giục lựu đạn, thì anh bị nặng hơn ông bị nhẹ hơn thì ông không có chết, còn anh Thìn thì bị chết. Cái vùng đó là lính phải nhiều lắm, thành thử ra không thể nào mà liên lạc được hay nói nhiều được, cũng không có dám nói nhiều nữa. Mà cỡ thơ đọc rồi cũng đốt chứ cũng không dám để trong nhà nữa. Nó nghi là chết. Rồi cũng đâu có dám khóc, rồi đâu có dám thờ. Mình thờ là người ta bắt mình chết. Thì nói đúng ra là ở Bến Củi 10 nhà là giúp cách mạng hết, 9 nhà. Hồi đó mẹ tôi đi làm cầu mũ cao su đâu có nhiều tiền đâu. Rồi lãnh mỗi một người là chỉ có mấy ký gạo thôi, nhiều khi mấy ông về cũng nấu cho mấy ông ăn hết. Chứ đâu có ấy. Nhiều khi tối về ha, bắt đầu về cái đông lắm, về cái mỗi nhà là mấy người trốn nút đó. Mấy chú ở trong rừng, trong rú vô xin gạo hay là vô nhờ mua này mua kia thì cũng có mua. Rồi bà già cũng mua rồi mới gánh ra ngoài rừng á. Hồi đó đi cầu mũ cao su á, bỏ trong cái thùng, rồi bỏ lá ở trên, bỏ đồ dưới rồi gánh ra thùng. Tại vì thương mấy ông này đi chiến đấu nè, chứ còn không có nghĩ tới cái hậu quả. Nhưng mà ở đó thì cũng có nhiều người bị liên lụy rồi bị bắt. Nếu mà người ta nghĩ tới chuyện đó thì đâu có ngày giải phóng như ngày nay. Thì mình cũng muốn là để độc lập tự do. Thật ra mình cũng giúp người ta, để cho người ta đi chiến đấu, để cho người ta giải phóng quê hương mình. Ở Bến Củi thì nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà sao may mắn cho ông anh không tìm thấy, chứ còn ở Bến Củi thì rất là nhiều. Cũng chưa tìm thấy mồ mả. Gia đình nhà tôi là chắc hiếm hoi luôn á. Không có ai, chắc không ai được diễm phúc vậy đâu. Thấy cũng mừng, nghe báo thì cũng mừng lắm. Nhưng mà giờ chưa có điều kiện đi thăm. Sốt ruột, nhưng mà mấy đứa con nó không có cho đi, nó nói dưới đó dịch dữ lắm. Nếu mà Covid-19 mà giảm á, thì tôi xuống dưới đó tôi thăm rồi tôi xin đem về huyện Dương Minh Châu. Nó chỉ mong muốn sao mà đem về quê hương mình, chứ đừng có để dưới quận 9 nữa. Để dưới đó là đơn chiếc quá. Em về quê hương đi cho nó ấm cúng.